đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Indonesia phủ nhận thuê huấn luyện viên Park Hang-seo. Thủ môn Philip Nguyễn nhận quốc tịch và họ tên Việt Nam. Quế Ngọc Hải báo tin vui về huấn luyện viên Philip Chuzier. Hoàng Anh Gia Lai có biến, Kiatisak khó giữ ghế. Indonesia phủ nhận thuê huấn luyện viên Park Hang-seo. Indonesia phủ nhận thông tin về việc thuê huấn luyện viên Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, để thay thế cho ông Shin Tae-jong. Trong thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo có khả năng thay người đồng hương Shin Tae-jong dẫn đội tuyển Indonesia. Có thông tin cho rằng liên đoàn bóng đá Indonesia cảm thấy ông Shin Tae-jong không thành công như kỳ vọng ở đội tuyển quốc gia. Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt tham vọng gặt hái thành tích cao tại Asian Cup 2023 diễn ra trong tháng riêng tới, cũng như vòng loại World Cup 2026, nên có ý định thuê huấn luyện viên Park Hang-seo. Báo chí Hàn Quốc cũng không ngừng nói về việc BCCI chuẩn bị ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi vị thuyền trưởng huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á chia tay đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thành viên ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam kiêm chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia, ông Sumandi phủ nhận việc thuê Tây Bắc. Đó hoàn toàn là tin tức vô căn cứ, Sumandi trả lời báo chí Indonesia. Hợp đồng ban đầu của huấn luyện viên Shin Tae-jong kết thúc vào năm 2023 đã được Liên đoàn bóng đá Indonesia gia hạn đến giữa năm 2024. Theo Sumandi, Shin Tae-jong vẫn là huấn luyện viên Indonesia tại Asian Cup tại Qatar, cũng như các trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Ngoài ra, ông Shin Tae-jong cũng dẫn dắt đội tuyển U23 tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar trong thời gian tháng 4, tháng 5 năm 2024. Indonesia sẽ gặp Việt Nam ở Asian Cup lẫn vòng loại World Cup 2026. Gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc công bố danh sách sơ bộ 29 cầu thủ với nhiều gương mặt trẻ, bao gồm trường hợp Justin Hubner vừa nhập tịch. Justin Hubner là đội trưởng U21 Wolves. Trung vệ 20 tuổi được kỳ vọng hình thành bộ khung của các cầu thủ nhập tịch Indonesia trong tương lai gần, bên cạnh Jordi Amat, Shani Walsh, Mark Klok, Ivan Jenner và Rafael Struik. Thủ môn Philip Nguyễn nhận quốc tịch và họ tên Việt Nam. Sáng 19 tháng 12, thủ môn Philip Nguyễn cùng người thân có mặt tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để nhận quyết định công nhận anh là công dân Việt Nam. Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập quốc tịch Việt Nam với thủ môn Philip Nguyễn. Bà xã, con trai và những người thân trong gia đình thủ thành Việt Kiều cũng có mặt để chúc mừng anh. Philip Nguyễn nói bằng tiếng Việt: "Tôi rất hạnh phúc khi trở thành công dân Việt Nam. Tôi xin cảm ơn ngài Chủ tịch nước, lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành, đại sứ quán Cộng hòa Séc, câu lạc bộ Cộng hòa Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho quê hương." Philip Nguyễn làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cách đây 9 năm. Phải tới khi trở về nước sinh sống và thi đấu cho câu lạc bộ Cộng hòa Hà Nội, anh mới đủ điều kiện để nhập tịch. Philip Nguyễn được công nhận là công dân Việt Nam hôm ngày 6 tháng 12. Hiện tại thủ thành câu lạc bộ Cộng hòa Hà Nội cũng đã được cấp hộ chiếu và căn cước Việt Nam. Với việc đã có quốc tịch Việt Nam, Philip Nguyễn đủ điều kiện tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 nếu được huấn luyện viên Chuzier triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Thủ thành 31 tuổi đã được nhà cầm quân người Pháp điền tên vào danh sách đăng ký sơ bộ 50 cầu thủ tham gia giải đấu gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Philip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt, mẹ là người Cộng hòa Séc. Anh đã chơi cho đội 1 Sparta Praha trước khi chuyển sang Bidov, Vlasim, Slova Liberec và Slovako. Thủ môn Việt Kiều từng thi đấu ở vòng loại UEFA Europa Conference League 2021-2022 khi câu lạc bộ Slovako gặp Lokomotiv Plovdiv. Philip Nguyễn từng được Hiệp hội các giải bóng đá nhà nghề Cộng hòa Séc bình chọn là thủ môn hay nhất mùa giải 2018-2019. Philip Nguyễn được gọi lên tuyển Cộng hòa Séc tham dự Nations League và vòng loại World Cup 2022 nhưng chưa được ra sân. Vì vậy, anh vẫn có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Philip Nguyễn trả lời khi được hỏi về việc thi đấu cho đội tuyển Việt Nam: "Tôi đã nghe nói về bản danh sách sơ bộ của đội tuyển. Tuy nhiên trước mắt, tôi vẫn sẽ tập trung làm tốt công việc của mình tại câu lạc bộ Cộng hòa Hà Nội đã. Nếu được gọi lên đội tuyển quốc gia, tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp đội đạt được những cột mốc mới." Quế Ngọc Hải báo tin vui với huấn luyện viên Philip Chuzier. Trung vệ Quế Ngọc Hải không dính chấn thương nặng nhưng vẫn phải chạy đua với thời gian trước Asian Cup 2023. Quế Ngọc Hải được chẩn đoán là bị rách đầu cơ bám gân kheo trong một buổi tập nên không thi đấu ở vòng thứ 6 của V-League 2023-2024 trong trận Bình Dương tháng Nam Định 3-2. Ngày 18 tháng 12, Quế Ngọc Hải tiến hành chụp phim và kết quả thực tế không nặng như dự kiến. Anh chỉ bị rách bắp nhẹ nên cần khoảng 2 tuần là có thể hồi phục. Như vậy, trung vệ người Nghệ An tiếp tục phải nghỉ thi đấu ở hai vòng tới đây tại V-League, vòng 7 và vòng 8 và vẫn có thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 12 để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Đây là một tin vui với huấn luyện viên Philip Chuzier bởi Quế Ngọc Hải là một trong những trung vệ quan trọng nhất ở đội tuyển Việt Nam.
sau khi lên tuyển, Quế Ngọc Hải phải chạy đua với thời gian bởi tuyển Việt Nam bước vào trận ra quân tại Asian Cup 2023 gặp Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Hiện tại, huấn luyện viên Philippe Chuzier đang nghỉ lễ Giáng sinh ở Pháp, sẽ trở lại Việt Nam trong tuần tới. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 12, sau đó di chuyển đi Qatar từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Trước khi đá trận ra quân Asian Cup 2023, Quang Hải và các đồng đội có trận đấu tổng duyệt với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Tại Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Giải đấu khởi tranh từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại 9 sân vận động thuộc 5 thành phố của Qatar. Hoàng Anh Gia Lai có biến, Kiatisak khó giữ ghế. Cú ngã ngựa 0-1 ngay trên sân đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sông Lam Nghệ An đã khiến thầy trò huấn luyện viên Kiatisak nằm im lìm ở áp chót bảng V-League và sau 6 trận đấu vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Không phải tự nhiên mà báo chí Thái Lan đồng loạt quan tâm đến cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của họ. Trận thua trên sân Vinh đêm 17 tháng 12 đã làm cho tin đồn huấn luyện viên Kiatisak có nguy cơ bị sa thải ngày càng lan rộng trong bối cảnh Bồ Đức dần chuyển giao quyền lực cho nhà tài trợ mới. Nụ cười chua chát của Zico Thái. Huấn luyện viên Kiatisak rất hài cười bất kể Hoàng Anh Gia Lai thắng hay thua. Tiếc cho Zico Thái là chưa từng có nụ cười chiến thắng nào từ đầu mùa V-League đến nay. Không chỉ là tham vọng vô địch của đội bóng phố núi sớm tiêu tan mà nguy cơ rất hạ đang hiển thị trước mắt họ. Nụ cười của huấn luyện viên Kiatisak chua chát dần theo biểu đồ xuống dốc không phanh của Hoàng Anh Gia Lai và đang yên vị ở gần đáy bảng. 3 năm hợp đồng cùng với lời hứa vô địch V-League và một suất tham dự AFC Champions League của Zico Thái mới hoàn thành một nửa, dù đội bóng của Bồ Đức chỉ đăng quang nửa mùa 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tình thế của Hoàng Anh Gia Lai đang rất ngặt nghèo, họ mới chỉ có 2 điểm sau 4 trận thua và 2 trận hòa. Vấn đề của câu lạc bộ không khó cho huấn luyện viên Kiatisak nhìn ra khi nhiều trụ cột dứt áo ra đi tìm đến đất hứa. Một vài trụ cột trung thành như đội trưởng Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang không đủ gồng gánh một đội hình vừa yếu vừa thiếu. Không có nhiều tiền để sắm sửa ngoại binh tấn công chất lượng cao cũng là một thiệt thòi của huấn luyện viên Kiatisak. Chân sút Đinh Thanh Bình không may bị chấn thương, tiểu tướng quốc Việt còn thiếu kinh nghiệm tại V-League. Như trong trận thua trên sân Vinh, rất hiếm hoi có một pha dứt điểm nào có thể dẫn đến bàn thắng cho anh Gia Lai. Đã thế, một lần đưa được bóng vào lưới Sông Lam Nghệ An ở cuối hiệp 2 thì trợ lý trọng tài xác định ao hoàng việt vị. Cũng sử dụng đội hình trẻ như đội khách, chủ sân Vinh có nhiều khát khao và động lực hơn khi đá dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả cùng bàn thắng duy nhất của Văn Lương. Sông Lam Nghệ An đã khiến nụ cười của huấn luyện viên Kiatisak chua chát hơn. Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi trước khi quá muộn. Zico Thái dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai từ năm 2020 từ một cú điện thoại của Bồ Đức với tham vọng vô địch. Sau nhiều năm, các trụ cột của họ dành cả thanh xuân để trụ hạng. Huấn luyện viên Kiatisak đã cầm quân 72 trận, thắng 25 trận, hòa 25 trận và thua 22 trận, ghi 94 bàn, thủng lưới 87 bàn và còn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai đến hết mùa giải. Tuy nhiên, có thể huấn luyện viên Kiatisak sẽ không thể giữ được chiếc ghế nóng ở phố núi cho đến cuối mùa khi nhà tài trợ mới của câu lạc bộ vừa gắn thêm tên và thương hiệu quen thuộc Trịnh Bảo Yên. Dưới sự lèo lái của Bầu Thụy một thời từng làm bóng đá cùng cộng sự lão luyện như siêu cỏ Trần Tiến Đại, nhiều khả năng phải nhảy vào cuộc để trục vớt con tàu đám Hoàng Anh Gia Lai. Rất khó cho Bầu Đức chịu nhún nhường để nhà tài trợ mới LB Bank chia sẻ quyền lực ở Hoàng Anh Gia Lai, nhưng khi ông đã chọn Bầu Thụy kế nhiệm thì tương lai của đội bóng phải khác. Những cuộc thay quân đổi tướng như tại một số câu lạc bộ phía Bắc có thể sắp sửa áp dụng cho đội bóng phố núi ít nhất trong kỳ nghỉ một tháng sau vòng 8 V-League mới giúp cho nhà cựu vô địch thoát nạn ở mùa giải năm nay.